Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Radio Online. Trong số 6 này, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tác phẩm Giá trị đời con là chính Chúa của tác giả Dominico Minh Hải trong cuốn Tình Chúa, Tình Anh Em. Đã bao giờ bạn tự hỏi tôi sinh ra để làm gì và ý nghĩa của sự hiện hữu trong tôi là gì chưa? Phải chăng cuộc sống của ta chỉ là những cơn mưa đời chóng qua và chóng hết? Cuộc sống này liệu có quá hối hả hay không? Có quá bận rộn hay không? Và nó có đang khiến bạn và tôi bị cuốn vào vòng xoáy nào đó hay không? Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 40 giây lại có một người trên thế giới chết vì tự tử. Đây là một trong những sự thật giật mình. Người ta chỉ ra rằng tỷ lệ tự tử cao nhất thuộc về các nước Trung, Đông Âu và Châu Á, trong đó 25% các trường hợp xảy ra ở các nước giàu. Số người chết vì tự tử còn nhiều hơn tất cả các nạn nhân của các cuộc chiến tranh và thảm họa tự nhiên hàng năm. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến việc tự tử là do người tự tử cảm thấy mình bị cô lập, trầm cảm và vô vọng. Vì thế, họ thường có xu hướng tự tìm đến cái chết như một sự giải tỏa. Nói cách khác, người ta tự tử vì không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Vậy ý nghĩa cuộc sống là gì vậy? Đâu là điều chúng ta cảm thấy đáng sống trong cuộc đời này? Đâu là điều thôi thúc tôi và bạn phải sống? Ý nghĩa cuộc sống phải chăng là ấp ủ cho mình những ước mơ thật vĩ đại như trở thành một con người giàu có bậc nhất thế giới như Bill Gates, một con người tài năng như Vladimir Putin, hay trở thành những nhân vật nổi tiếng, những danh nhân vĩ đại của thế giới mới? Và giả như những điều ấy không xảy ra, thì cuộc sống này chẳng phải không còn ý nghĩa nữa hay sao? Trong sách Giảng Viên, tác giả nói với chúng ta rằng, ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui chơi, một thời để than vãn, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vứt đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Nhưng sự thật, chúng ta nhìn nhận thế giới này như là cái vô cùng của nó mà quên mất rằng sẽ có ngày ta sẽ chẳng còn hiện diện trên trái đất này nữa. Chúng ta dễ tìm kiếm cho mình sự dễ dãi, sự hưởng thụ chóng qua để rồi quên đi rằng còn một cuộc sống khác đáng sống hơn biết bao. Tôi nhớ Minh Nhật đã từng nói trong cuốn sách Những Đêm Không Ngủ của ông. Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghịch, ngốc nghếch, điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần và tuổi trẻ cũng chỉ một lần mà thôi? Theo tôi, suy nghĩ mù quáng và ích kỷ ấy như một con quái vật đáng sợ có thể hủy hoại nhiều thứ tốt đẹp trong tâm hồn. Điều đó làm tôi phải suy nghĩ về cuộc sống. Phải chăng đời là bể khổ? Thế thì chúng ta nên trốn tránh cuộc sống này hay đối diện và dấn thân? Phải chăng con người sinh ra và hiện hữu trên cuộc đời này là một sai lầm và đau khổ? Còn tôi không nghĩ vậy, bởi tôi biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi tự hỏi, tôi sẽ phải viết bao nhiêu nữa để nói hết niềm tin ấy? Nhưng trên hết, tôi thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha và được Ngài thấu suốt tâm can để san sẻ nỗi niềm trong kiếp sống làm người. Chính Ngài đã tạo nên tôi cho tôi được cứu sống, và chỉ khi ở trong Ngài, tôi mới biết Ngài muốn tôi làm gì và tôi phải làm như thế nào.
cũng như Giê-xu. Giê-xu chỉ chọn và sống theo thánh ý Thiên Chúa Cha, dù cho phải trải qua những lúc tăm tối nhất trong vườn cây dầu, bị bỏ rơi, bị phản bội và bị giết chết trên núi Sọ. Chúa ơi, một mai đây trên con đường đến với cuộc sống đích thực, xin Ngài đồng hành với con, xin giữ lấy tấm thân yếu đuối mọn hèn này. Xin cầm chặt tay con, cùng tất cả những gì của cuộc đời con, để giúp con đi qua giông bão cuộc đời, để con đến bên Chúa, nguồn hạnh phúc ý nghĩa đích thực của đời con. Và mai đây, khi mà thế hệ con, sau con, đã, đang và sẽ đi tìm kiếm cho mình một ý nghĩa đích thực, xin Ngài luôn là điểm tựa thôi thúc chúng con dấn thân và dâng hiến bằng một trái tim cháy lửa yêu thương, bằng đôi chân môn đệ bước đi không mỏi mệt trên chặng đường rao truyền chân lý. Rồi chúng con, những con người bé nhỏ của Chúa, sẽ hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại, của giáo hội mang tin mừng lửa yêu mến đến khắp nơi. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xếp bao kỳ diệu. Ước gì lời chúc tụng của vua David cũng là lời chúc tụng từ đáy trong đáy lòng của mỗi người chúng con, để chúng con biết sống và làm như lòng Chúa mong ước. Xin Ngài luôn ở cùng bên, đồng hành với con trong suốt chặng đường trần thế này, để cuộc đời con trở thành hoa trái dâng cho Chúa và để sống cho vinh danh cho Chúa nhiều hơn. Vì chỉ khi ở trong Ngài, con mới nhận ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống mà thôi.